vì mình mới ra trường cho nên là mình muốn kiếm một công việc thật là ổn định và có một khoản thu nhập khá khá. Cũng may mắn là có một cái trung tâm là mình trước giờ mình rất là mong muốn được apply và đó, và họ đã mời mình tới phỏng vấn. Cho nên là mình đã cố gắng hết sức trong buổi phỏng vấn, thì may mắn là bên trường đã mời mình đến dạy buổi demo. Sau cái quá trình sàng lọc hồ sơ thì bên trung tâm có gọi đến cho mình, họ có nói là mình có một cái gì đó rất phù hợp với công ty và cái kỹ năng của mình thì cũng tạm ổn. Tuy nhiên thì bản thân mình là mình chưa có một cái chứng chỉ giảng dạy nào hết, cho nên là rất khó cho họ có thể nhận mình vào làm giáo viên chính thức. Lúc đó mình cảm thấy rất là buồn, rất là tồi tệ luôn, tại vì mình vừa mới nắm bắt một cơ hội mà trước giờ mình muốn, vậy mà giờ là mình bị biến mất một cách dễ dàng. Lúc đó thì mình về nhà, mình kiểu mình u uất, mình buồn cũng mấy ngày liên tục, mình nhốt mình trong phòng mà cũng không nói chuyện với ai hết. Sau có một khoảng thời gian mình nằm dài ở nhà và mình nhận ra là cái việc mình nằm ở nhà hoài như vậy nó không có giúp ích được gì cho mình, cơ hội cũng không đến. Cho nên là mình đã quyết định đi tìm những cái khóa học, những cái chứng chỉ về kỹ năng giảng dạy. Thì sau khi mình lên Google, mình search tất cả các trang Facebook, YouTube, giờ mình nhận ra là chứng chỉ TESOL là một cái chứng chỉ mà hiện giờ rất là quan trọng đối với một người giáo viên. Cho nên là mình đã tìm hiểu những cái trung tâm, rất nhiều trung tâm hiện nay rất là đang dạy nó. Tuy nhiên thì mình có thấy những cái recommend ở trên mạng là tại Simple English học TESOL rất là tốt. Thì lúc đó mình mới gọi điện đến cho chị tư vấn, rồi mình cũng đến thẳng tận trung tâm để mình kiểm tra, mình muốn hỏi thêm những cái thông tin, tại vì mình muốn chắc chắn đây sẽ là một cái trung tâm là mình sẽ gửi gắm tiền học của mình, vô trọng mình sẽ gửi gắm những cái niềm tin của mình vào trung tâm này, thì mình muốn kiểm tra làm sao mà công tâm này có tốt hay không. Thì sau khi mà em đến trung tâm làm việc tư vấn thì chị đã chỉ cho em và tư vấn cho em rất là nhiều thứ về cái khóa học này, như thế nào và nên học như thế nào. Ngoài ra thì chị còn add em vào những cái group như là group tự học làm giáo viên, hoặc là những cái trang trên email chẳng hạn. Thì ở đó mọi người chia sẻ rất nhiều những cái kinh nghiệm giảng dạy của họ, bất cứ những cái thông tin về giảng dạy hiện nay. Cho nên em cảm thấy là trung tâm này thực sự rất là có tâm, cho nên là em đã quyết định đăng ký học tại Simple English. Trước đây mình nghĩ cái việc mà giảng dạy thì cũng dễ thôi, cô dạy thì trò nghe. Tuy nhiên mà khi mà mình tham gia khóa học TESOL thì mình nhận ra làm giáo viên nó không có chỉ nhàm chán như vậy mà có rất là nhiều niềm vui. Mình có thể dạy học sinh qua những cái activity, những cái game. Thì lúc đó thì học sinh sẽ dễ hiểu, không khí lớp thì sẽ lúc nào cũng vui nhộn hết, chứ không có buồn chán như cách dạy truyền thống hiện tại. Thì qua khóa học, thầy Bách và thầy Đạt đã chỉ cho mình rất là nhiều những cái phương pháp, những cái kỹ năng, những cái tip khi mà giải quyết những tình huống giữa học sinh với phụ huynh, rồi những làm cách nào để mà khiến cho học sinh trở nên là thú vị hơn với lớp học của mình. Ngoài ra về những cái kỹ năng đó thì cả thầy Đạt và thầy Bách còn có hướng dẫn cho mình, thì là ngoài một giáo viên á thì mình còn phải chú trọng đến sức khỏe của mình, và thầy đã chỉ cho mình những cái phương pháp nè, những cái hướng dẫn để làm thế nào để mà mình có một cái sức khỏe tốt nhất. Bởi vì người giáo viên thì không chỉ là mình giỏi là đủ, nhưng mà mình còn phải có một sức khỏe tốt để mình mới trở thành một giáo viên toàn diện. Qua khóa học thì mình học được thêm những cái phương pháp và các kỹ năng xử lý tình huống. Thì ngoài ra mình còn được cấp một cái chứng chỉ quốc tế, cho nên mình cảm thấy tự tin hơn hẳn so với việc trước đây mà mình phải đứng lớp một cách gọi là bối rối, rụt rè, sợ hãi. Thì bây giờ sau khóa học mình học được rất nhiều những cái phương pháp, những cái kỹ năng mà các thầy đã truyền đạt cho mình. Thì giờ đây mình cảm thấy tự tin hơn hẳn, không chỉ là đối với trẻ em mà còn ở những lứa tuổi khác như là học sinh, sinh viên và cả thậm chí là cả người lớn nữa.